đang đến với chương trình đồng hành cùng Giải Mai Vàng năm 2018. Khó tính trong thật ra đấy cũng không phải gọi là khó tính mà đấy là cầu toàn đấy. Có nghĩa là ai thật ra ai trong nhóm cũng có cái tính cầu toàn và muốn ra một cái sản phẩm nó thật là chất lượng để đưa đến cho người nghe một cách tốt nhất á, nên là trong quá trình thu âm thì Grady kiệu mọi người rất là nhiều, rồi là rất là chú tâm chỉnh sửa cho mọi người từng tí một. Và thật ra là lúc đấy thì bài dự đấy làm gì là bài đầu tiên của lần đầu viên Jay ra mắt với Monster. Thế nên là có rất là nhiều cái bỡ ngỡ về bỡ ngỡ phòng thu này, rồi bỡ ngỡ khi mà hoạt động cùng với tất cả mọi người và hát cùng với mọi người. Thế nên là Grady đã làm việc rất là kỹ lưỡng với đặc biệt là Jay rất là nhiều. Và thật ra là Grady là mỗi bài hát của Grady thì Grady đều coi như là đứa con tinh thần. Thế nên là lúc nào cũng rất là chỉ chu từng tí. Phản ứng của fan của các bạn á, khi mà các bạn vừa ra bài này thì sao? Thì lúc đấy thì... đối với fan thì các bạn fan thì rất là mình nghĩ là các bạn ấy đón nhận khá là nhiệt tình. Tại vì là đối với mình thì bài hát này khá là bắt tai và cũng khá là dễ nghe, dễ hát theo nữa. Và các bạn cũng có khá nhiều cái phản ứng của riêng mọi người, rất là nhiều cái người thì khen là quần áo đẹp, người thì khen là MV đẹp này, người thì khen là người này hát hay người kia hát tốt này, rồi nói chung là rất là nhiều cái reaction rất là hay, thậm chí là các bạn còn làm riêng những cái reaction rất là đáng yêu nữa. Và thường thì các bạn khi mà reaction đầu tiên là các bạn sẽ khen là MV đẹp với cả là đẹp trai quá, các anh đẹp trai quá. Không biết nhạc hay, không biết nhạc hay. Thường rất là như thế, nhưng mà sau thì các bạn sẽ ngấm dần vào đến khi mà mình đi diễn á, thì thấy là các bạn hát theo rất là đồng đều, rồi các bạn hát theo rất của thành viên một main vocal là, chính main vocal là phụ trách nốt cao luôn và có cái đoạn nốt cao cuối cùng rồi. Để em thử luôn. Nếu bác không được thì sẽ chuyển sang đàn kia. Thôi bắt anh vào trong cuốn phim mà em diễn bấy lâu nay, vì niềm tin trao nhau nay đã không còn nữa. Wow. Wow. Thì có thể bình chọn cho Monster tại Mai Vàng thì mọi người hãy soạn tin Mai Vàng khoảng trống 17 khoảng trống số phiếu hợp lệ bạn dự đoán gửi đến 8599. Và ngoài bình chọn để giúp Monster có cơ hội chiến thắng thì mọi người có cơ hội được nhận rất nhiều những phần quà giá trị khác nữa. Và đừng quên đón xem lễ trao giải Mai Vàng 2018 vào ngày 12 tháng 1 năm 2019 được tường thuật trực tiếp trên VTV9 nhé. See ya. Mọi thứ cứ thế lướt theo một cơn gió,
một ngày mới có lẽ với em là mãi mãi. Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì? Vì mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì? Yeah.